Xin mời các bạn đến tham quan quán cà phê Vườn Dừa. Quán cà phê có tên là Nghĩa Chầu Coconut Garden tại ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Xin mời các bạn đi vào quán cà phê Vườn Dừa nhé. Chúng ta đi qua cây cầu này và sẽ vào quán các bạn. Chúng ta bắt đầu vào quán cà phê Vườn Dừa. Đây là cái khuôn viên bên trong quán các bạn. Thì hiện tại khách vào đây có thể uống cà phê và dùng bữa sáng, hoặc là có thể dắt các em nhỏ đi thì có thể là chơi các xích đu. Không gian bên trong quán thì rất là thoáng mát các bạn. Thì các tán dừa che nắng tạo cho không khí rất là mát mẻ. Và xung quanh là những cánh đồng lúa. Quán này được trồng dừa có diện tích khá rộng các bạn. Và kến phía bên là một cánh đồng lúa rất là rộng lớn. Quý khách có thể vào đây thưởng thức cà phê, nhìn vườn dừa và ngắm cảnh đồng lúa. Trên màn hình các bạn có thể thấy rằng cây dừa đang ra bông và đang mang trái. Đây là giống dừa xiêm các bạn, giống dừa xiêm xanh. Cây dừa là một trong những loại cây rất là dễ trồng, ít công chăm sóc và hiện nay mang giá trị kinh tế cũng khá cao cho người dân. Thì khu vực quán cà phê Vườn Dừa này nằm ở tuyến đường tránh thị trấn Nàng Mau, trung tâm của huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang các bạn. Và quán này cách trung tâm thành phố Vị Thanh khoảng 7 km. Quán này thì hiện nay mới mở, có diện tích khá lớn và chủ quán cũng đang bắt đầu đầu tư để mở rộng thêm.
khuôn viên quán thì có các ao nuôi cá các bạn, tạo cho không khí rất là mát mẻ. Khách tới đây thì cũng có thể ngoài thưởng thức cà phê, nhìn xem cây dừa, xem cá, xem cánh đồng lúa. Và có khu vực trồng trầu. Đây là cái giống dừa xiêm lửa các bạn. Và trái ra màu vàng. Màu vàng này thì có thể mình sử dụng để kinh tết. Còn bên đây là các cái giống dừa xiêm lục có trái màu xanh. Phía ngoài là cái khu ruộng canh tác lúa các bạn. Hiện tại thì lúa vẫn còn xanh. Tới giai đoạn lúa chín thì các bạn có thể tới đây tham quan thì cảnh rất là đẹp. Vừa thưởng thức cà phê dừa và vừa có thể xem dừa và xem cánh đồng lúa chín. Khuôn viên vườn dừa này rất là rộng. Xin mời các bạn tiếp tục cùng Tân đi sâu vào khu vực quán cà phê vườn dừa. Các bạn có thể thấy rằng khu vườn dừa này rất là rộng, còn sâu phía trong. Chúng ta đi vào khu vực phía sau của vườn dừa các bạn. Đây là một cái nhà bè ở dưới mương. Chủ nhà cho công nhân nghỉ ngơi cũng như là chứa các thức ăn để nuôi cá. Và đây là cái khu vực phía sau của vườn dừa. Phía sau thì có đường dân sinh nông thôn các bạn.
không khí rất là tự nhiên và mát mẻ. Để các bạn nhìn từ phía sau ra phía trước thì rõ ràng chúng ta thấy một khoảng rất là rộng, một con đường rất là dài, xung quanh là dừa, các hàng dừa trồng rất là thẳng tắp, rất là đẹp. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.